quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức mới nóng hổi mỗi ngày nhé. Ngay sau đây mời quý vị hãy cùng theo dõi chuyên mục tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Rò rỉ ảnh Trấn Thành và Đôn Nguyễn đi spa chung, rộ nghi án tình ái. Những ngày gần đây, cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau khoảnh khắc của Trấn Thành và Đôn Nguyễn cùng đi spa. Được biết, những tấm hình này xuất hiện đầu tiên khi được một cư dân mạng chia sẻ trên một nhóm chuyên bàn chuyện showbiz. Ngay lập tức, mọi người như sôi sục lên vì muốn biết địa chỉ spa này và nơi đây phục vụ lượng khách nào. Và ngay cả chuyện giới tính, tình cảm của nam MC nổi tiếng cũng là đề tài để người ta bàn tán sôi nổi. Nhiều người cho rằng giữa Trấn Thành và Đôn Nguyễn có quan hệ tình ái. Trước những tin đồn này, Đôn Nguyễn lên tiếng chia sẻ thẳng thắn như sau. Thật tình, em đọc cái này em cười xỉu, em chuẩn bị đi về, ông xin mới vừa vô. Hai tụi tôi sáp lại đang nói chuyện với nhau chưa đầy 15 phút, vậy mà nỡ nào các nhà thông thái đồn ông xin lén trốn Harry rủ tôi vô spa. Ủa mà nếu có thiệt vậy thì cũng đáng sao, rất nhiều người hỏi địa chỉ spa vì nghĩ spa này có gì đó hấp dẫn lắm. Bài viết không làm em đau nhất là comment của một bạn nữ. Tao tin Đôn Nguyễn vẫn không phải gu của Trấn Thành, năm tuất tháng tuất tuổi tuất là có thật. Trong khi Đôn Nguyễn đã lên tiếng thì phía Trấn Thành vẫn chưa có động thái nào phản hồi. Trước đó Trấn Thành cũng từng rơi vào tin đồn giới tính với Duy Khánh, Đào Bá Lộc và cho đến nay thì thỉnh thoảng các câu chuyện này vẫn bị nhắc lại. Tuy nhiên trước tất cả những con mắt tò mò của dư luận, ông xã Harry vẫn giữ im lặng. Hiện MC đang tập trung cho công việc và cuộc sống hạnh phúc cùng bà xã Harry Won. Trấn Thành cũng thường xuyên chia sẻ những điều thú vị về cuộc sống hôn nhân lên mạng xã hội. Qua lời giải thích của Đôn Nguyễn và hạnh phúc hiện tại của Trấn Thành có thể khẳng định, nghi án tình ái nam danh hài và Đôn Nguyễn là không giống như những gì mọi người đang nghĩ. Mong rằng sự việc sẽ không bị đẩy đi xa hơn nữa. Cuộc sống sau kết hôn của Trấn Thành Trường Giang chưa vỡ hết mực kiếm tiền tỷ vẫn là người vô sản. Trấn Thành và Trường Giang từ xưa đến nay vẫn luôn được xem đa so sánh về độ nổi tiếng, mức cát xê, cuộc sống đời tư, bởi cả hai đều là MC diễn viên hài ăn khách nhất hiện nay. Mặc dù định hướng theo đuổi nghệ thuật, những thị phi bủ vây của cả hai khác nhau, thế nhưng Trấn Thành Trường Giang vẫn có nhiều điểm trùng hợp, đó chính là đều sẵn sàng bước qua mọi sóng gió dư luận để tìm đến bến đỗ bình yên bên người con gái mình yêu thương nhất. Không những thế, cuộc sống sau khi kết hôn của hai MC này cũng có nhiều điều giống nhau đến lạ. Thu nhập bạc tỷ nhưng vẫn trở thành người vô sản. Sau đám cưới thế kỷ vào tháng 12 năm 2016, Trấn Thành từng nhiều lần lên truyền thông thừa nhận anh bị bà xã Harry Won quản lý tiền bạc rất khắt khe, đến mức mỗi ngày ra đường chỉ có khoảng 2 triệu trong túi. Nam MC cho biết trước khi lấy vợ, anh tiêu xài rất hoang phí và không kiểm soát được tài chính. Do đó, khi đã kết hôn, việc bị thắt chặt chi tiêu đã khiến anh không ít lần phải thốt lên: tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế này. Còn Trường Giang chỉ hơn 10 ngày sau khi kết hôn với nhà Phương, nam diễn viên khẳng định còn vô sản hơn cả Trấn Thành. Vì Trấn Thành từng thông báo, tôi ra đường chỉ có 2 triệu, còn Trường Giang ra đường không một cắt, tất cả đã có trợ lý kế bên lo, nhúc nhích trợ lý báo. Tuy nhiên với Trấn Thành và Trường Giang, dù mất đi sự tự do tài chính, nhưng đây lại là điều văn minh, vì khi muốn chi tiêu gì đó, hai vợ chồng có thể ngồi lại thảo luận với nhau để đưa ra ý kiến. Ra đường ngàn người tung hô, về nhà chiều vợ hết mực. Trải qua khoảng thời gian đầy sóng gió và thị phi để có được cái kết viên mãn. Do đó, sau khi kết hôn, Trấn Thành và cả Trường Giang đều sẵn sàng dành trọn tình cảm cho một nửa của mình như một minh chứng cho tất cả mọi người thấy rằng sự lựa chọn của mình chưa bao giờ là sai. Trấn Thành từng chia sẻ anh và Harry Won đều rất giống nhau từ tính cách, suy nghĩ, sở thích nên mâu thuẫn trong cuộc sống là điều hiếm xảy ra. Vì vậy, toàn bộ quỹ thời gian, ngoài công việc, cả hai đều dành cho nhau sự yêu thương hết mực. Trấn Thành cho biết ngay cả lịch trình làm việc một ngày kín mít hay sáng hôm sau phải đi làm sớm, thì buổi tối anh vẫn sẵn sàng ôm Harry Won để nói chuyện tới 3 giờ sáng để cho cô vui. Ngay cả chuyện sinh con, nam MC cũng không quá căng thẳng để đảm bảo an toàn sức khỏe đến mức tối đa cho Harry Won. Giống như Trấn Thành, Trường Giang cũng sẵn sàng chiều vợ và tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhất có thể. Thậm chí, nam diễn viên hài xứ Quảng còn khẳng định kết hôn rất vui và chưa bao giờ dám cãi lại nhà Phương. Mọi người cũng biết phe nào mạnh hơn rồi, đương nhiên là phe vợ, không ai dám cãi lại cả. Ngoài ra, nếu Trấn Thành, Harry Won đều cùng một người quản lý thì Trường Giang, nhà Phương thì ngược lại. Tuy nhiên, với nam diễn viên, đó không phải vấn đề quá quan trọng để cả hai nảy sinh mâu thuẫn trong cuộc sống. Trường Giang nói, hai vợ chồng thuộc công ty khác nhau, nhưng không ép ai phải về chung với nhau. Mỗi người một định hướng riêng trong công việc, không liên quan tới nhau. Còn định hướng chung là xây dựng tổ ấm gia đình. Khi cùng giải quyết một việc của gia đình thì chúng tôi sẽ cùng nhau quyết định.
Bên cạnh đó, khả năng chiều vợ của bộ đôi MC diễn viên hài này còn được minh chứng qua những khoảnh khắc đời thường mà mỗi khi chứng kiến bất cứ ai cũng phải đem lòng ngưỡng mộ. Theo nhận định của một số khán giả, chính sự ân cần mà cả hai dành cho bà xã của mình là câu trả lời rõ nhất về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ngay cả khi họ sẵn sàng từ bỏ tự do cá nhân và đưa bản thân vào một khuôn khổ định sẵn để vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Trường Giang phải học hỏi Trấn Thành chiêu này để không bị dìm hàng trước bạn gái. Với chiều cao khiêm tốn, cả Trấn Thành và Trường Giang nếu không chơi chiêu thì sẽ bớt đẹp đôi với bạn gái khi sánh vai bên nhau. Mới đây, Nhã Phương và Trường Giang lại vừa tay trong tay xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ Mai Vàng 2017. Tuy vô cùng đẹp đôi, nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy nữ diễn viên tuổi thanh xuân trong bộ đầm dạ hội cao hơn hẳn Trường Giang. Đi giày cao gót cộng với búi tóc khiến năm danh hài trong chênh lệch chiều cao khá rõ ràng với bạn gái. Thế nên, hôn cũng có chút khó khăn. Với chiều cao khiêm tốn của Trường Giang nên nhiều lần xuất hiện cùng Nhã Phương cũng bị cô nàng dìm hàng. Vì thế mà Trường Giang giảm đôi chút phong độ. Bình thường lấu cá là thế mà khoảng ăn gian chiều cao lại khá là thật thà. Xem ra Trường Giang phải cắp sách vở mà đi học cậu em Trấn Thành. Xét về khoản này, Trấn Thành cao tay hơn hẳn Trường Giang, bởi dù chiều cao thật sự của năm danh hài thấp hơn cô vợ Harry Won một chút. Nhưng chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ mà Trấn Thành lại để mình bị dìm hàng. Tận dụng gel vuốt tóc dựng thẳng để ăn gian thêm 5 phân. Harry cao ráo là thế, nhưng vẫn bị đè bẹp dưới chõm tóc của Trấn Thành. Ngoài ra, phụ kiện không thể thiếu đó là giày độn. Giày độn góp hỗ trợ, đắc lực cho anh chàng mỗi lần đứng gần bạn gái. Còn nhớ đôi giày cao 10 phân huyền thoại mà Trấn Thành đi trong lễ cưới. Nhờ đó mà anh chàng cao hẳn cô vợ nửa cái đầu. Chỉ một chiêu đơn giản, Trấn Thành soái ca của Harry Won thì tội gì mà không làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. 5 điểm trùng hợp bất ngờ giữa hai đám cưới của Trấn Thành và Trường Giang. Điều đầu tiên, đám cưới Trấn Thành Harry Won bắt đầu được rò rỉ qua bức ảnh chiếc thiệp cưới cầu kỳ được một người bạn chia sẻ với báo chí. Trước đó, cặp đôi này hoàn toàn không tiết lộ với người hâm mộ. Kịch bản tương tự diễn ra với đám cưới Nhã Phương Trường Giang khi trước đó Nhã Phương nhiều lần từ chối trả lời phỏng vấn về chuyện tình cảm cũng như dự tính về tương lai cùng bạn trai. Trước đó, Trấn Thành khẳng định chưa nghĩ đến chuyện cưới xin và muốn dành thời gian để tìm hiểu rõ hơn về bạn gái. Sau đó, nam nghệ sĩ còn viết tâm thư tiết lộ rằng Harry Won đang bị trầm cảm, cả hai từng muốn tự tử vì không chịu nổi áp lực. Sau cùng, anh lại để lộ những bức ảnh chụp thử váy cưới của nhà thiết kế Chung Thanh Phong cùng Harry. Cùng có chung nhà thiết kế là điểm trùng hợp thứ hai giữa hai đám cưới, Nhã Phương không chia sẻ bất cứ điều gì về ngày trọng đại để mà chính Chung Thanh Phong đăng tải trên trang cá nhân. Cặp đôi Trấn Thành Harry Won không giữ nhiều bí mật về những bộ hình chụp đôi lãng mạn, nhưng là hạn chế nói về chuyện hôn nhân trước đám cưới. Trong khi đó, Trường Giang Nhã Phương thì không công khai bất cứ hình ảnh nào dù ngày cưới đã cận kề, dù trước đó anh và bạn gái nhiều lần khiến dư luận bất ngờ khi chụp ảnh cưới cho các sản phẩm của mình. Điểm giống nhau thứ ba của hai lễ cưới là chuyện người thứ ba. Với Trấn Thành, anh chia sẻ khá thẳng thắn việc mời tình cũ Mai Hồ tới dự đám cưới. Mặc dù vậy, cô không có mặt trong ngày vui của anh và Harry Won để tránh những ồn ào không hay. Trong khi đó, nam em, người được xem là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ giữa Nhã Phương Trường Giang, lại khá thoải mái chia sẻ với phóng viên khi được hỏi về lễ cưới của tình cũ. Về phía nghi lễ Trấn Thành Harry Won làm ngắn gọn hơn theo nghi thức Hàn Quốc, thậm chí không có màn đón dâu khiến nhiều người bất ngờ. Cặp đôi Trường Giang Nhã Phương lại thuê hẳn một resort 5 sao ngay sát bờ biển làm lễ đính hôn đầy lãng mạn. Dù thông tin này được chia sẻ rộng rãi, nhưng lực lượng an ninh thắt chặt khiến truyền thông chỉ có được nhiều hình ảnh hiếm hoi. Điểm giống nhau thứ tư là ngay trước đám cưới, những bộ ảnh được báo chí đưa lên rầm rộ để thỏa mãn sự hiếu kỳ của người xem. Nhã Phương Trường Giang cũng nhân cơ hội này khoe chiếc váy cưới. Bộ ảnh của hai cặp đôi được thực hiện khá giống nhau về mặt ý tưởng, cả hai đều lấy điểm nhấn vào cảm xúc của cô dâu và chú rể. Điểm cuối cùng là điểm quan trọng nhất chính là địa điểm đám cưới tại một khách sạn lớn tại Sài Gòn với số lượng khách mời hạn chế gồm nhiều ngôi sao hạng A trong showbiz. Cũng như Trấn Thành, Trường Giang muốn giữ sự riêng tư cho gia đình và các khách mời nên đã chuẩn bị sẵn lực lượng an ninh để những hình ảnh trong hôn lễ không bị lọt ra ngoài. Trường Giang nói Trấn Thành là danh hài giàu nhất Việt Nam mới mua 3 căn nhà bên Mỹ. Thưa quý vị, là bạn thân của Trấn Thành, Trường Giang đã từng vài lần lỡ miệng để lộ chuyện riêng của bản thân. Mới đây, trong họp báo thách thức danh hài mùa năm, Trường Giang lại vô tình tiết lộ độ giàu có thật sự của Trấn Thành trước báo giới.
Trước khi vào chương trình, Trường Giang đã có dịp ngồi phỏng vấn với báo chí tại chỗ ngồi. Khi một phóng viên thắc mắc là họp báo lại một lần nữa không có Trấn Thành, Trường Giang cũng khá bất ngờ khi bạn mình không xuất hiện. Anh đoán chắc rằng Trấn Thành đang bận gì đôi. Trường Giang cũng tiết lộ Trấn Thành là danh hài giàu nhất Việt Nam. Hai vợ chồng mới mua 3 căn nhà bên Mỹ, giàu lắm. Dù vậy không rõ nam danh hài có đang nói đùa hay không, bởi trước đó Trường Giang cũng từng tiết lộ vợ chồng Trấn Thành đang có em bé, nhưng sau đó thì ai cũng biết Trấn Thành và Hari Won vẫn chưa có tin vui. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.